một bộ khuôn trậu bát giác, đường kính rộng 1 mét, hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai, bao gồm có vỏ ngoài gồm 8 miếng, 2 miếng tùng, 2 miếng cúc và 2 miếng trúc, 2 miếng mai, cộng thêm tấm đáy như này. Lòng trong, lòng trong được ghép lại 4 mảnh. Cuối video cơ sở sẽ cân lên để chúng ta biết là bộ này sẽ nặng bao nhiêu nhé. Chân 8 mảnh vỏ ngoài, thiết kế theo kiểu đồ ngựa. Đây lòng trong của nó. Rất nặng chắc chắn. Riêng phần chậu sẽ có cân nặng 23 kg. Chậu đã nặng 23 kg rồi. Phần chân chân 9 kg nữa, tổng thể sẽ là 32 kg. Như vậy 32 kg cho một bộ khuôn chậu bát giác, đường kính rộng 1 mét, hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai là đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Anh em nào có nhu cầu sử dụng bộ khuôn này thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại được ghi trên màn hình. Và video tới cơ sở sẽ đúc test mẫu bộ này, anh em cùng theo đón xem.